tôi mở lòng học hỏi, tôi cho đi kiến thức, tôi sống với hiện tại, với tràn ngập đam mê để minh mẫn tâm trí, để mở cửa linh hồn, rồi tự tại yêu thương và bình an hạnh phúc. Namaste. Xin chào cả nhà, chào buổi sáng, chào một ngày mới thật nhiều năng lượng, chào một ngày mới thật nhiều yêu thương. Tối hôm qua cả nhà ngủ có ngon không ạ? Sáng hôm nay Chuyên sẽ hướng dẫn cho cả nhà của chúng ta một bài tập yoga để phòng tránh về việc lão hóa đáy cột sống. Như chúng ta đã biết thì cột sống của mình chính là cái trụ cột nâng đỡ toàn bộ cơ thể của chúng ta. Có người bảo rằng bảo vệ cột sống chính là bảo vệ cuộc sống của mình. Thì tại sao phải là tập luyện để bảo vệ cái vùng đáy cột sống của chúng ta, phòng tránh bị lão hóa? Vì hầu hết thời gian của chúng ta là chúng ta hoạt động ở trong cái tư thế đứng hoặc là ngồi. Mà cái khi chúng ta đứng hoặc là ngồi thì sức nặng của toàn bộ cơ thể nó sẽ rơi vào phần đáy cột sống là nhiều nhất. Trong khi phần đáy cột sống của chúng ta đáng lý ra nó cần phải được linh hoạt, nghĩa là nó cần phải được cử động một cách linh hoạt, thì chúng ta lại dành cho nó cái việc là bất động quá nhiều, có nghĩa là ngồi một chỗ hoặc là đứng một chỗ quá lâu, thì dẫn đến cái vùng các đốt sống ở vùng đáy cột sống này nó có nguy cơ bị lão hóa nhiều hơn những cái phần khác. Chúng nói lại có hai nguyên nhân ha. Thứ nhất là vùng đáy cột sống là vùng linh hoạt, cần phải được cử động nhiều, mà chúng ta lại để cho nó đứng yên một chỗ bất động quá lâu. Do chúng ta ngồi làm việc hoặc là đứng làm việc một chỗ quá nhiều, đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là do cái sức nặng của toàn bộ cơ thể đè lên các đốt sống ở vùng đáy của chúng ta quá nhiều mà không được giải tỏa bớt. Đó là cái nguyên nhân thứ hai. Ngoài ra thì còn yếu tố về dinh dưỡng, ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Nhưng mà chúng ta phải nhận diện được hai cái nguyên nhân chính này, đó là cái rủi ro nó ảnh hưởng tới cái việc lão hóa đáy cột sống của chúng ta rất nhiều. Chính vì như vậy cho nên chúng ta cần phải luyện tập cho vùng đáy cột sống. Và khoa học đã tìm ra được rằng là ở vùng đáy cột sống của chúng ta thì có rất tập trung rất nhiều cái vùng dây thần kinh, rất nhiều cái neuron thần kinh, nên vùng đáy cột sống cũng được xem là cái vùng não bộ số 2 của con người, nó cần phải được giữ gìn và bảo vệ. Đấy, một số những cái vấn đề liên quan đến vùng đáy cột sống, chẳng hạn như là khi mà bạn bị thoái hóa đáy cột sống hoặc là bị thoát vị đĩa đệm vùng đáy cột sống á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng ở phần bụng của chúng ta, tương ứng với cái vùng mà mình đang bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng nặng nề nữa đó chính là về đau thần kinh tọa. Đấy là những cái biểu hiện mà liên quan tới cái vùng đáy cột sống của chúng ta. Vì vậy cho nên ngày hôm nay Chuyên hướng dẫn cho các bạn bài tập yoga để phòng tránh việc lão hóa đáy cột sống. Rồi, chúng ta sẵn sàng chưa đã? Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau tập luyện cái phần hít thở một chút xíu nha. Rồi thả lỏng cơ thể của mình ra trong tư thế ngồi thật thoải mái. Hai tay của bạn thủ ấn chin, đặt nhẹ nhàng lên trên gối, lưng giữ thẳng, cố gắng vươn cao cột sống của mình lên. Và nếu như mình cảm thấy quá khó khăn trong trường hợp này, mình có thể lót vào một cái khăn hoặc là một cái gối nhỏ. Chờ Chuyên một chút xíu ạ.
giới thiệu với các bạn thì đây là cái gói vỏ đậu xanh. Cái gói vỏ đậu xanh mà chúng ta hay thường dùng để mình ngồi luyện khở hoặc là mình ngồi để mình ngồi thiền. Thì cái gói này nó được ở bên trong của nó được làm bằng vỏ đậu xanh đấy, cho nên là ngồi nó rất là thoáng và nó không có bị nóng cái vùng ngồi của mình ha. Đấy thì bạn nếu không có cái này thì bạn cũng có thể dùng cái gối hoặc là cái khăn của mình á để mình kê cái hông của mình lên. Rồi xin mời các bạn quan sát cái hướng dẫn này. Đây mình sẽ đặt vào đây và mình ngồi lên 1/3 mông của mình là mình ngồi ở trên cái gối này. Đó, để mình kê cái vùng xương ngồi của mình thẳng lên. Đấy, thì như vậy thì cái lưng của mình nó mới được giữ thẳng tắp này. Đấy chưa? Đấy, một số bạn mà bị cứng cái vùng lưng dưới này nè thì mình cần phải kê cái dụng cụ để mình ngồi lên. Đấy chưa? Cái này gọi là bồ đoàn ha. Đấy chưa? Bạn có thể tìm mua cái này. Nó gọi là bồ đoàn. Đấy. Rồi. Đó, mình ngồi mình kê giữ cái lưng của mình thẳng lên như thế này để mình ngồi mình luyện sinh khí. Được chưa? Đấy. Tại vì mình ngồi là tránh trường hợp là mình ngồi xuống mà cái lưng của mình lên như thế này thì cái việc mà mình luyện sinh khí nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Đó. Máu huyết nó cũng lưu thông kém nữa. Đây cũng chính ngồi cái dưới cái dáng ngồi như thế này nó cũng chính là nguyên nhân gây lão hóa đáy cột sống và lão hóa phần đỉnh cột sống của mình nè ha. Cho nên là cần phải chú ý cái dáng ngồi của mình. Đó. Rồi bây giờ các bạn hãy sắp xếp cho mình một cái dáng ngồi thật là thẳng tắp và thật là thoải mái nha. Chúng ta cùng với nhau luyện sinh khí một chút xíu ở đây ạ. Rồi giữ cho lưng của mình thẳng nè, thả lỏng hai vai, tay thủ ấn chin đặt lên gối. Tâm trí của mình được thư giãn và thả lỏng. Cơ thể của mình được nghỉ ngơi. Rồi tập trung mình luyện tập đi ạ, đừng chát nữa. Rồi giữ cho cột sống của mình thẳng và vươn cao. Chúng ta bắt đầu bằng phép hít thở bụng. Hít vào từ từ cảm nhận không khí đi qua mũi, xuống cổ họng, xuống lồng ngực, bụng chúng ta căng tròn lên. Khi thở ra ý thức rút rốn sâu vào, hơi sẽ tự động thoát ra ngoài qua hai cánh mũi. Hít vào căng tròn bụng lên, thở ra nhẹ nhàng hấp sâu bụng lại tống hết hơi ra ngoài. Hít vào căng tròn bụng lên tối đa, thở ra êm êm hấp sâu bụng lại. Hít vào bụng căng lên, thở ra nhẹ nhàng hấp sâu bụng lại. Hơi thở ra kéo dài gấp đôi hơi hít vào. Hít vào căng căng bụng lên, lưng giữ thẳng. Thở ra êm êm bụng hấp sâu tống hết khí ra ngoài. Hít vào bụng căng lên, thở ra nhẹ nhàng hấp sâu bụng lại. 5 nhịp nữa nào. Lần cuối, hít vào căng tròn bụng lên,
bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Rồi tiếp tục duy trì, hít xong và thở ra thật chậm. Mỗi ngày như vậy, vào buổi sáng sớm khi bạn thức dậy, bạn ngồi và bạn luyện hít thở giống như vậy, thì nó cũng sẽ giúp cho cái cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng cho một ngày mới thật nhiều cái sức khỏe nhé. Bạn chú ý, sinh khí là cái nguồn năng lượng cung cấp cho cơ thể để chúng ta duy trì sự sống được tốt nhất, cho nên việc luyện tập sinh khí mỗi ngày đó là điều cần thiết và chúng ta đừng nên bỏ qua. Để cho đặc biệt là trước mỗi buổi luyện tập, chúng ta nên tập luyện. Có thể là luyện trước hoặc là luyện sau một buổi tập đều được, không sao cả, tùy theo cái cách bạn luyện tập đấy. Nhưng mà cũng nên dành thời gian để luyện tập sinh khí cho mình nhá. Thở đúng thì sẽ khỏe, được chưa? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần khởi động. Các bạn còn nhớ cái cấu trúc bài dạy của Jun không ạ? Đầu tiên đó chính là luyện sinh khí, cái thứ hai đó là khởi động, cái thứ ba là vào các bài tập chính, và cái cuối cùng mới tới là phần thư giãn sau buổi tập, được chưa? Bây giờ phần sinh khí của mình đã xong rồi, bây giờ tới cái phần mà mình sẽ khởi động cho vùng cột sống. Ngày hôm nay mình tập cho vùng đáy thắt lưng, cho nên mình sẽ chú trọng vào việc khởi động vùng đáy thắt lưng nhiều hơn. Rồi xin mời các bạn cùng thực hiện. Tay của chúng ta sẽ đặt nhẹ nhàng lên trên gối. Chúng ta sẽ cùng khởi động trong tư thế mèo ngồi. Rồi xin mời các bạn quan sát và thực hiện cùng với Jun. Lưng dựng thẳng, hít vào chúng ta ưỡn ngực, lưng cầm. Thở ra ta hóp bụng, gù lưng, cánh tay giữ thẳng, ngã người ra sau. Hít 2. Uốn cong lưng về trước. Thở, rút bụng ra sau. 3. Thở về. Động tác này giúp chúng ta khởi động toàn bộ cột sống chứ không riêng gì vùng đáy. 4. Về. 5. Hít vào ngực ưỡn ra ha. Cầm ngẩng. Thở về, hóp bụng gù lưng, làm mềm và linh hoạt các đốt sống. 6. Thở về. Chú ý hít sâu và thở chậm theo từng động tác. 7. Thở về. 8. Thở về. 9. Thở về. 10. Thở về. Rồi hít vào, đưa lưng về chính diện, thả lỏng cơ thể. Tiếp theo chúng ta sẽ khởi động động tác nghiêng lườn một bên để căng giãn cái vùng eo và vùng đáy cột sống của chúng ta. Hít vào, hai tay vươn lên, tay phải thở ra nghiêng lườn, nghiêng vừa thôi, không cần nghiêng sâu ạ. Cảm nhận cái vùng đáy cột sống chúng ta được căng giãn ra một bên là đủ rồi. Hít vào vươn lên, thở nghiêng. Chú ý giữ lưng thẳng, không gù lưng. Hít vào vươn lên, thở lần hai, nghiêng sâu, cánh tay giữ thẳng. Bạn để ý cánh tay ở bên trên một chút là luôn thẳng nha, không có như thế này nha các bạn. Vươn thẳng lên, hít vươn, thở. Nhiều bạn ở đây bắt đầu cái tay của mình để như thế này là không được, phải vươn căng ra kéo cái cột sống của mình lên. Hít lên, thở lần ba, hít lên, thở nghiêng. Chú ý đùi và mông của mình hướng xuống sàn, cánh tay thì vươn lên cao để cái cột sống của mình, để cái cột sống của mình nó được kéo dài ra. Hít lên, thở lần bốn, hít lên, thở, hít lên,
Lần năm thở nghiền, giữ lại ở đây đó. Nếu có thể thì hạ cái chỏ tay mình lên trên sàn, chưa được thì cứ dựng cái tay của mình lên như thế này mà giữ cánh tay ở trên luôn luôn vươn thẳng đó. Hít sâu và thở chậm. Năm, tập trung vào vùng đáy thắt lưng. Bốn, hơi thở càng sâu càng tốt. Ba, hít vào và phải cảm thấy được vùng đáy thắt lưng của mình giãn nở ra luôn. 2 1, hít vươn lên, thở ra đổi bên, giữ lại, tiếp tục 5 nhịp hít thở. Hít, thở 1, hít, thở 2, hít, thở 3, hít, thở 4, hít, thở 5, hít vào vươn lên, thở ra hạ tay xuống đặt lên trên gối trở lại. Nhắm mắt, hít sâu và thở chậm, cảm nhận hai vùng eo và liệt sườn của chúng ta được căng giãn. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Rồi lần này chúng ta sẽ xoay tròn vùng đáy cột sống của mình ở đây. Bắt đầu từ trái sang bên phải. Hít vào từ từ, chúng ta cúi người về phía nghiêng người sang bên trái và xoay ra trước, thở ra đưa người sang phải và về chính diện. Bắt đầu giữ cho lưng mà thẳng nè, chúng ta phải cảm nhận nha, lưng mình thẳng tắp, chỉ có cái phần đáy cột sống là nó chịu động thôi. Bắt đầu hít thở, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở, lần cuối hít thở. Chúng ta làm 5 lần ha. Rồi các bạn tiếp tục đổi bên, hít, giữ cho lưng thẳng nha, thở, hít thở, hít thở, hít thở, lần cuối hít thở. Rồi tiếp tục là động tác vặn mình, hít vào vươn hai tay lên, thở ra xoay người sang bên trái, tay phải đặt lên đầu gối trái, tay trái vòng ra phía sau, mắt nhìn theo vai bên trái, giữ cho lưng thẳng. Hít vào xoay về, thở ra xoay sang phải. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra xoay. Hít vào, thở ra xoay. Luôn luôn có động tác vươn nha các bạn. Hít vươn, kéo cột sống mình lên. Thở xoay. Hít vươn, thở xoay lần cuối. Giữ lại 3 nhịp thở. 3, chú ý thả lỏng vai, giữ cho cột sống thẳng. 2, xoay nhiều hơn. 1, hít vào xoay vươn lên, thở ra mình xoay, giữ lại. Hít sâu, thở ra. 3 2 1, hít vào vươn lên, rồi thở ra gập người về phía trước, kéo dài vùng đáy thắt lưng của mình ra. Giữ lại đây 3 hơi hít thở đều. 3 2 1.
Rồi hít vào vươn lên. Rồi thở ra hạ tay xuống. Đó là bài khởi động của chúng ta dành cho cái khu vực thắt lưng. Bây giờ mình sẽ khởi động tiếp cho khu vực vùng khớp háng, khớp đầu gối và vùng đáy cột sống bằng động tác nhịp cánh bướm. Khép hai chân của mình lại và mình nhịp đầu gối, giữ cho lưng của mình thẳng tắp. Ngồi nhịp nhẹ nhàng như thế này. Động tác này cũng rất là tốt cho cả quý ông, hoàng và quý bà. Tác động vào hệ cơ quan sinh dục của chúng ta, hãy cân bằng cái chức năng của tuyến sinh dục. Hít sâu và thở chậm. Nhịp như thế này ha, mình cũng thấy được cái vùng cột sống của mình nó được chuyển động ở đây. Nếu bạn đưa cái tay bạn ra phía sau, bạn rờ vào cái vùng thắt lưng của bạn á, bạn cũng sẽ cảm thấy rằng nó được cử động nhẹ nhàng và máu huyết nó cũng sẽ được bơm về đây. Hít sâu và thở chậm. Hít vào, thở ra thật thoải mái. Hít vào, thở ra thật êm êm. Hít vào, thở ra mạnh hơn. Hít sâu, thở ra thật chậm. Hít sâu và thở ra nhẹ nhàng. Hít sâu và thở ra. Hít vào, thở ra. Rồi sau đó từ từ chúng ta duỗi hai chân của mình ra và nhịp nhẹ nhàng hai chân để máu huyết lưu thông về hai chân. Một trong những nguyên nhân mà mình nghĩ rằng là chỉ cần tập đáy cột sống không là đủ, mình phải tập cả linh hoạt cả cho đôi chân của chúng ta để máu huyết nó được lưu thông về bàn chân, để được năng lượng xấu nó được thải ra ngoài qua lòng bàn chân của chúng ta. Tại vì nếu đôi chân của bạn bị tắc nghẽn thì năng lượng xấu nó không thể đào thải ra khỏi vùng đáy cột sống, thì nó cũng là nguy cơ dẫn đến cái thoái hóa sớm của chúng ta ở đây. Rồi sau đó chúng ta lại quay lại với bài tập con mèo và con mèo quỳ gối. Bài tập con mèo quỳ là một cái động tác rất hiệu quả trong việc phục hồi cái vùng cột sống của chúng ta, cho nên bài tập này nó luôn luôn xuất hiện trong các chương trình tập luyện phục hồi. Các bạn còn nhớ kỹ thuật của bài tập con mèo không ạ? Trong tư thế chống quỳ, hai tay song song với vai, đầu gối song song với hông, mũi chân duỗi hoặc là ký lên đều được, không sao cả. Giữ cho lưng của mình thẳng tắp. Bắt đầu hít vào, từ từ chúng ta nâng cầm ngưỡng ngực bỗng lưng. Thở ra từ từ hóp bụng ngù lưng cầm về sang ngực. Hít vào, nâng cầm ngẩng mặt bỗng lưng. Thở ra hóp bụng gù lưng. Hít vào, nâng cầm ngẩng mặt lên, ngực ưỡn. Thở ra cuộn lưng hóp bụng cầm về sát ngực. Hít vào, cử động vùng cột sống mình thật nhẹ nhàng. Thở ra thật êm êm, thật thoải mái. Hít vào chậm rãi, thở ra thật nhẹ nhàng. Hít vào, đưa năng lượng vào từng địa điểm và đốt sống. Thở ra thật chậm rãi, tống hết năng lượng tồn dư ra ngoài. Hít sâu, thở ra. Chúng ta làm 21 lần động tác con mèo này. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. 5 lần nữa nè. Hít vào, thở ra, hít vào,
ra. Ba lần mũi hít vào, thở ra. Hãy hít, thở chậm. Một hít, thở ra. Rồi hít vào đưa mặt về chính diện, thở ra ta xoay đầu ha, nhìn vào thấy cái bàn chân của mình ở phía sau luôn. Hít vào về chính diện, thở ra đổi bên. Hít về, thở. Hít về, thở. Hít vào, thở. Hít vào, thở ra. Cảm nhận vùng đáy cột sống của chúng ta. Hít vào, thở ra lần cuối. Hít vào, thở ra đổi bên. Rồi hít sâu, thở ra hạ mông ngồi về góc chân, vươn hai tay về phía trước, đặt trán lên trên sàn. Cảm nhận các đốt sống của chúng ta được kéo dài ra và thư giãn ở đây. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở ra đều đều. Hít vào, thở ra thật thoải mái. Rồi từ từ hít vào, nâng người lên. Lần này chúng ta sẽ tiếp tục tập cho vùng đáy cột sống. Tuy nhiên động tác này nếu mà ai đang bị đau vùng đáy cột sống thì mình cân nhắc không nên luyện tập, được chưa? Hoặc là tập luyện vừa với sức của mình. Những người nào đang bị thoát vị địa điểm hoặc là đang bị chèn thần kinh á, thì chúng ta không nên tập bài tập này, được chưa? Rồi. Hoặc là mình sẽ có thể tự động thật nhẹ nhàng, không cảm thấy đau nhói đau buốt thì mình có thể tập được nha. Rồi hít vào, xô người ra phía trước, ngực hưởng. Thở ra hóp bụng, kéo mông mình ra sau. Hít vào, thở ra. Hít ba, thở về. Chú ý không hạ hông quá sâu nha các bạn. Hít bốn, thở về. Hít năm, mục đích là đang làm linh hoạt thôi. Thở về, cho nên không để nó nhấn vào làm cho cuộc sống mình bị đau. Hít sáu, thở về. Hít bảy, thở về. Hít tám, thở về. Hít chín, thở về. Hít mười, thở về. Tiếp tục thư giãn ra, hít sâu và thả lỏng cơ thể của mình. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi hít vào, nâng người ngồi dậy. Tiếp tục về tư thế con mèo. Lần này chúng ta sẽ tập vào tư thế chim hút mật. Hai động tác này sẽ giúp làm mạnh cho các cơ ở vùng đáy cột sống của chúng ta, giúp nâng đỡ và bảo vệ cho cột sống. Ký mũi chân lên trên sàn, hai tay chống giống như tư thế chuẩn bị của con mèo ha. Động tác này nó còn làm cho thần kinh của chúng ta được phát triển nữa, tăng khả năng tập trung và tăng cường trí nhớ. Rồi chúng ta sẽ dùng tay phải và chân trái nâng lên, giữ cho cơ thể thăng bằng, cố định rút chặt cái cơ bụng của mình vào. Bắt đầu chân phải tay trái, hít một, gối giữ thẳng, thả lỏng chân, thả lỏng tay, vươn dài, thở hạ. Hai, hít lên, ta làm mỗi bên 10 lần, thở hạ. Ba, hít, thở hạ. Bốn, hít, thở hạ. Năm, hít, thở hạ. Sáu, hít, thở hạ. Bảy, hít, thở hạ. Tám, hít, thở hạ. Chín, hít, thở hạ. Mười, hít, giữ lại. Năm, bốn, rút cái bụng
bạn lên. 3 2 1 thở hạ và sau đó đổi tay đổi chân. 1 hít thở hạ, 2 hít thở hạ, 3 hít thở hạ, 4 hít thở hạ, 5 hít thở hạ, 6 thở, 7 cảm nhận vùng đáy thắt lưng của chúng ta, hạ cảm thấy nó nóng lên, 8 hạ, 9 hạ, 10 giữ, 5 tập trung đưa hơi thở mình về vùng đáy cột sống, 4 3 2 1 thở hạ xuống nhẹ nhàng, tiếp tục đưa mông ngồi về gót chân, đặt tán lên trên sàn và thư giãn ở đây. Hít sâu và thở chậm. Mỗi lần hít vào đưa hơi thở của mình về vùng đáy cột sống, thở ra thật nhẹ nhàng, thật thoải mái, thả lỏng cái vùng cơ. 3 2 1 rồi từ từ hít vào, năm người ngồi dậy. Rồi sau đó từ từ chúng ta tách hai cái cổ chân của mình ra, đầu gối bằng hông, tách hai cái cổ chân của mình ra và hạ mông ngồi xuống gót chân. Trong tư thế anh hùng, giữ cho lưng của mình thẳng tắp. Hít sâu và thở ra thật êm êm. Hai tay của mình chắp lại trước ngực. Cùng nhau chúng ta thực hành mantra Lam để tác động vào vùng đẩy cột sống của chúng ta. Hít vào. Lam. Lam. Rồi mình sẽ co gối trái, nghiêng người sang phải và từ từ nằm xuống thảm của mình. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập nâng chân tác động vào vùng đẩy cột sống, làm mạnh hơn cho vùng đẩy cột sống của mình ở đây, linh hoạt hơn cho vùng thắt lưng. Chân phải hít một nâng lên, hai tay buông dọc theo cơ thể ha. Thở hạ xuống cầm hướng về ngực, không ngước cầm lên. Hai hít thở, cảm nhận vùng thắt lưng đang chuyển động. 3 hít thở, 4 hít thở, động tác này còn giúp làm mạnh cho cơ đùi. 5 hít linh hoạt cho khớp háng nè. 6 hít thở, chú ý nâng lên là hít vào, xuống là thở ra. 7 hít thở, 8 hít thở, 9 hít thở, 10 hít. Rồi thở ra, co gối về phía bụng, duỗi mũi chân ra, tay ôm đầu gối kéo sát về phía bụng. Lúc này đưa ý thức của mình vào vùng thắt lưng và cảm nhận sự căng giãn nhẹ nhàng của các cơ vùng thắt lưng, giúp cho máu huyết lưu thông được tốt hơn qua khu vực vùng đáy cột sống của mình. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Rồi sau đó duỗi chân ra và đổi bên. Chân trái, 1 hít thở, 2 thở, 3 thở, 4 thở, 5 thở, chú ý gối thẳng. 6 thở, 7 thở, 8 thở, 9 thở, 10 giữ. Hít sâu, thở co gối, duỗi mũi chân, tay ôm gối ép sát về phía bụng.
5. Hít vào, thở ra, tập trung vào đáy cột sống. 4. 3. 2. 1. Rồi, sau đó duỗi chân của mình ra. Tiếp theo, bài tập tiếp theo thì chúng ta cần tới cái vòng tập để hỗ trợ cho mình ha. Cái vòng tập để hỗ trợ cho mình tập bài tập này, để giúp làm giãn, làm mềm vùng đáy cột sống của chúng ta. Rồi, tương tự giống như bài tập đứng trên vai, nhưng mà mình không lên đứng trên đất trên vai đâu ha. Mình đang muốn tập cho đáy cột sống thôi. Hai chân thiết sát vào, hít vào, co nhẹ gối. Hoặc là nếu bạn nào mà khỏe phần bụng của mình có thể giữ thẳng gối để nâng lên. Tuy nhiên ai bụng yếu chúng ta có thể co nhẹ gối lại cũng được, không sao cả nha. Rồi chúng ta làm mẫu hai cách. Một, hít, nâng, nhấc thông của mình lên khỏi sàn, đưa chân nhẹ qua phía đầu để cái vùng mông mình nó nhấc lên khỏi sàn, để cái vùng đáy cột sống mình đây là được mở ra. Đó, thở ra, hạ xuống. Rồi những bạn nào mà bụng quá kẻ yếu á, không thẳng chân nâng được thì mình có thể co gối. Hít vào, nâng lên. Rồi sau đó chúng ta đưa cái vòng của mình vào. À, cái vòng này thì nó hơi to, nhưng mà nếu như bạn quen với việc sử dụng vòng đó, thì nó vẫn có thể hỗ trợ được. Tuy nhiên thì nó có cái loại vòng nhỏ hơn, nó nhỏ chắc là hơn cái gấp, nhỏ hơn cái vòng này chắc là khoảng cỡ này ha. Đấy, nó có cái vòng đó. Rồi nó đập tiếp vào, nó lên rồi kê cái vòng vào, rồi giữ ở đây, thở ra, co gối. Đấy, co gối rồi phía yên ngực nè, rồi giữ ở đây, hít thật đều tay, giữ lấy vòng, đừng để tránh cái vòng này được ra bên ngoài. Rồi giữ ở đây và cảm nhận thắt lưng của mình được kéo giãn ra. Hít thật đều vào. 10, 9, 8, đấy, cảm nhận toàn bộ vùng đấy, thắt lưng của mình được kéo giãn ra, nhả mềm ra hết. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sau đó từ từ duỗi chân ra, nhấc mông, từ từ ngả xuống lấy vòng ra. Rồi, đây, vậy là kết thúc cái bài tập của mình. Thì chúng ta còn một động tác cuối cùng là động tác vặn mình. Rồi, hai tay của mình tách rộng ngang vai, lòng bàn tay ấp xuống, chân phải hít vào nâng lên, thở ra co gối hạ sang bên trái, mắt nhìn ngược sang bên tay phải của chúng ta đây. Rồi hít thở đều qua nhịp vào đây. Mỗi lần hít vào phải cảm nhận được phần đáy cột sống của mình được giãn mềm ra. Hít, thở, hít, thở, hít, thở. Rồi sau đó đổi bên, hít vào, thở ra, thoát thế, đổi bên. Hít, chân trái nâng lên, thở, co gối nghiêng sang bên phải, mắt nhìn sang trái, giữ lại. Hít, thở, hít, thở, hít, thở, thoát thể, hít vào, nâng chân lên và thở ra, hạ chân xuống. Lúc này chúng ta sẽ về tư thế Savasana để thư giãn. Trước khi thư giãn chúng ta sẽ thực hiện căng cơ cuối bài chút ở đây. Còn nhớ bài căng cơ không ha? Bạn nào chưa không nhớ thì có thể xem lại video lần trước chúng đã hướng dẫn trong cái bài tập và xử lý gù lưng trên, thì đã có hướng dẫn về căng cơ cuối bài rồi. Bạn xem lại giúp chung nha. Rồi, nâng hai chân lên, duỗi căng, bẻ gập, duỗi căng, thả. Nâng hai tay lên, xòe căng, nắm chặt, xòe căng, thả. Hai tay hai chân nâng lên, duỗi căng, xòe căng, thả. Ký gót chân nâng mông lên, xít, thả. Ký trỏ tay nâng vai lên, xít, thả. Nâng hai tay lên, rụt về cổ, rụt, thả.
Nâng hai tay lên, trì xa cổ, trì thả, nghiêng đầu sang phải, nghiêng sang trái. Và đưa mặt về chính diện, nhăn nhóm 3 điểm chính giữa. Nhưng mà buông mạnh ra bên phải, bên trái, tổng hơi thè lưỡi trên tròn mắt. Sau mỗi lần hít sâu, hít vào, hít vào, hít vào, rồi sau đó nhắm nhẹ mắt lại và thư giãn Savasana. Thời gian chúng ta thư giãn có thể kéo dài từ 5 tới 10 phút tùy theo thời lượng mà bạn có ở đây. Trong lúc này thì toàn bộ cơ thể bạn được thả lỏng, tâm trí bạn được nghỉ ngơi. Hít vào và thở ra, quan sát hơi thở của mình, chú ý điều hòa hơi thở của mình và dẫn hơi thở đến các khu vực cơ thể mà bạn mong muốn. Hít sâu hơn và thở ra chậm hơn. Cứ mỗi lần như vậy, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Cứ mỗi lần như vậy, bạn sẽ thấy tâm trí của mình bình an và dễ chịu. Không còn bất cứ suy nghĩ nào quẩn quanh trong đầu. Chỉ còn lại cơ thể của bạn và hơi thở của bạn mà thôi. Hít vào, thở ra. Em thật dễ chịu, thật thoải mái. Sau khi kết thúc phần thư giãn thì chúng ta hai tay đan vào nhau, hít một hơi thật sâu, vươn dài kéo giãn toàn bộ cơ thể, lòng bàn tay hướng lên, duỗi căng 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 căng, rồi thở ra hạ tay xuống, nhẹ nhàng co gối trái và nghiêng người sang phải ngồi dậy. Rồi chúng ta ngồi vào tư thế giữ cho lưng thẳng, hai tay từ từ chắp lên trước ngực, hít sâu và thở ra thật chậm, thả lỏng tâm trí của mình. Cùng nhau chúng ta thiền tĩnh trong khoảng một phút, cảm nhận lại toàn bộ cơ thể sau một buổi luyện tập, cảm thấy cơ thể của mình thật thoải mái và dễ chịu. Hơi thở của mình bây giờ đã sâu hơn lúc đầu rất nhiều. Cơ thể của mình hoàn toàn được giãn duỗi. Máu huyết đã được lưu thông tốt hơn. Tinh thần của mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái. Cảm thấy một ngày mới đã tràn đầy năng lượng. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi thức dậy, cho tôi thêm một ngày nữa để yêu thương. Tôi biết rằng bản thân của tôi cần phải được chăm sóc tốt. Tôi biết rằng khi tôi có sức khỏe tốt, những người thân xung quanh của tôi cũng sẽ được ảnh hưởng để họ tốt theo. Tôi biết rằng chỉ khi tôi tốt, tôi mới có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân, những người bạn xung quanh của tôi. Thể xác của chúng ta chính là một ngôi đền. Hãy giữ cho nó được trong sạch để linh hồn của bạn được trú ngụ. Bằng việc luyện tập mỗi ngày, chúng ta đang dọn dẹp sạch sẽ cơ thể của mình từ bên ngoài vào tới bên trong. Dọn dẹp ngôi đền này thật sạch sẽ để linh hồn của mình được trú ngụ. Khi tâm trí của chúng ta tràn đầy những niềm vui và những điều tích cực, sẽ không có chỗ để cho những hờn giận, đố kỵ, những ghen ghét nó xâm chiếm cơ thể và hủy hoại cơ thể của mình. Vì vậy, mỗi ngày hãy sống tràn đầy yêu thương, sống tràn đầy tích cực để cuộc sống của chúng ta luôn tốt hơn. Trong tâm tôi luôn nhẩm câu Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti có nghĩa là cầu bình an. Tôi cầu bình an cho bản thân. Tôi cầu bình an cho gia đình, cho người thân, cho bạn bè và cho tất cả mọi người trên thế giới này.
Tôi dùng tâm trí tay đặt lên trán, linh hồn tay đặt lên trên môi và trái tim tay đặt lên trước ngực. Tôi cầu bình an cho cả nhân loại. Hai tay vòng ra sau lưng, chúng ta nắm tay phải nắm lấy cổ tay trái, tay trái thủ ấn chin và cúi chào yoga nào. Namaste. Rồi, xin cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà một buổi sáng tràn đầy năng lượng, tràn ngập yêu thương và tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Và hãy chú ý bảo vệ cho phần đáy cột sống của mình, bảo vệ để nó